Hiện bây giờ là 5 giờ chiều vào ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021. Đi tản bộ tập thể dục sắp hết một vòng rồi. Một vòng cũng tầm 30 phút. Bây giờ đi xong hết một vòng tới xe đi lái qua bên đầu cầu quận Quincy trả cái đĩa phim. Mướn đĩa phim ở trong máy tự động. Một tuần lễ ở đây vào cái mùa này thì có cỡ chừng 3-4 ngày trời nó u ám. Ngày hôm qua với ngày hôm nay thì có ánh nắng, nhưng mà hôm nay ở đây nó có gió. Gió nó thổi hơi lạnh lạnh hay hơi thôi chứ nó không có lạnh nhiều. Khi nào lạnh quá đó thì mình đeo bao tay vô, đeo khăn vô, mặc áo ấm vô. Đi tập thể dục cho nó có sức khỏe. Sức khỏe rất là quan trọng. Có sức khỏe thì mình mới ăn chơi được. Có sức khỏe thì mình mới ăn ngon được. Có sức khỏe thì mình mới hưởng thụ cuộc sống. Mình nói là dạng như các bạn nào có điều kiện á, còn về ở mấy nước cộng sản như là Việt Nam rồi đó thì người dân người ta không có cái sự chọn lựa. Nghèo quá, làm không có tiền đủ, không có đủ tiền để ăn, tiền ở đâu mà đi ăn chơi, tiền ở đâu mà đi hưởng thụ. Cái đó thì mình không nói. Đại đa số là người dân của mình ở Việt Nam á, đại đa số là thiếu thốn, làm đầu tắt mặt tối, chỉ có đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư tiền ra đi đi ăn chơi. Còn ở mấy cái nước tư bản thì các bạn có điều kiện thì các bạn nên tận hưởng, tận dụng cái thời gian của mình. Thời gian rất là quý báu, rồi nó sẽ trôi qua rất là nhanh. Chớp mắt là mình sẽ hết một kiếp người. Rồi dần dần sau đó mình sẽ đi theo diện cha mẹ ông bà. Cho nên bây giờ mình phải biết tận dụng cái thời gian của mình đang có. Có nhiều người người ta không có sáng dạ, người ta không có so sánh ra được á, thời gian nó y như là tiền bạc vậy đó. Mặc dù thời gian á nó không phải là thành tiền, nó không phải là một cái tờ tờ giấy, tiền giấy để mình trao đổi, nhưng mà mình có thể dùng được cái thời gian, chẳng hạn như hiện tại bây giờ nè đó, thay vì mình ở nhà mình ngồi mình chơi video game. Mình cũng chơi video game nhưng mà chơi có giới hạn,
chứ không phải là dạng như chơi mà dạng như phí cái thời gian của mình. Cho nên cái tâm lý của con người á, người ta ỷ vào cái sự thông minh của mình. Giống như con người của mình biết được mình thông minh, hay là mình biết mình tài giỏi. Nhưng mà cho dù cái bộ não của mình có thông minh tài tình cách mấy thì khi mà mình ngã bệnh á, là cái thông minh á, nó không có giúp được, nó không có trị cho mình được. Chẳng hạn như những cái người thông minh á, người ta không có biết cách chăm sóc sức khỏe, cái bỗng một ngày người ta phát hiện người ta bị ung thư não, ung thư máu, xong cái người ta quay ra người ta đổ thừa tại ông trời. Trừ cái trường hợp mà bệnh di truyền hay là bệnh bất đắc dĩ kỷ tử, cái đó mình không nói. Còn mà mình nói mình bệnh hoạn là do mình không có chăm sóc sức khỏe, ý của mình đang nói là những cái người mà thông minh ỷ vào cái trí não của mình, nhưng mà họ quên rằng á, cho dù thông minh cách mấy, không thể nào mà chúng ta trị được cái bệnh tật của loài người. Chẳng hạn như mấy cái người thông minh nhưng mà họ làm việc quá sức, chẳng hạn như thí dụ như bây giờ đi, nói về mấy cái người làm móng tay thì mình phải có cái giờ mình nghỉ giải lao, có cái giờ mình ăn trưa, ăn chiều gì đó. Nhưng mà vì khách vô nhiều quá, tiền nó đến, cho nên cái tâm lý người ta bỏ ăn, nhịn ăn nhịn uống để người ta làm. Mà các bạn biết cái nghề móng tay là phải ngửi chất hóa học, mùi nước sơn đồ vậy đó. Rồi mình ngồi suốt ngày này qua tháng nọ, mình ăn uống nó không có điều độ. Mà ăn uống không có điều độ là tại ở đâu mà ra? Là tại vì do mình, thay vì mình nhín ra cái thời gian để mình nghỉ giải lao mình ăn, còn cái đằng này mình nhịn ăn nhịn uống mình làm luôn đó các bạn biết không. Cho nên mình cũng là dân làm móng tay qua một thời gian qua, mình biết đó. Thì ngày xưa mình có làm một cái chỗ ở dưới cái shopping mall đó, có một cái chị thợ đó lớn, mình nghĩ cái chị đó lớn hơn mình, tuổi hơn mình, nhưng mà chị đó kêu mình bằng anh, chắc chị đó mình nhớ mãi mãi, chị lớn hơn mình một tuổi, đang làm cái bỗng dưng cái nhào ra ôm bụng đau thấu trời, may đau chịu không nổi, phải gọi xe cứu thương người Mỹ gọi là ambulance tới. Để chở cái chị thợ móng tay đồng nghiệp á, chị đó đồng nghiệp của mình á, chở đi cấp cứu. Ok, bây giờ mình vô xe lái chạy qua bên đầu cầu bên kia trả cái đĩa. Trên đường đi để cái máy quay cảnh cho các bạn xem, giải trí cho các bạn chiều ngày thứ hai.
qua gia đình đi siêu thị Walmart mướn cái đĩa này nè. Phim hành động. Hôm nay báo chí trên thế giới người ta loan tin ở bên Trung Quốc, thành phố Thượng Hải. Tối hôm qua ở bên Thượng Hải, dân Trung Quốc người ta đi ăn mừng lễ lễ ma, lễ Halloween đó. 33.000 người vô cái công viên, cái khu công viên ăn chơi tên là Disney. Disney là của Mỹ á, của Mỹ đi qua bên Nhật rồi đi qua bên Bắc Kinh đồ, đi qua Trung Đông rồi mở á. Báo chí loan tin nói trong đó có du khách bị dương tính. Bị dương tính thì người ta không có cho ba mươi mấy ngàn người đó đi về, người ta bắt phải ở tại đó thử, bắt ở tại đó thử. Thì theo mình nghĩ á, tiền ở đây ngay cây xăng này, vô đổ xăng cái xe còn nửa bình đổ, bây giờ thì khi nào mà hết hết xăng thì mình không có cần đổ. Với tiền ở đây đi vô mua một ly trà luôn.
ở tiểu bang của mình trung bình 4 lít xăng á 3 đồng 50 sen, 3 đồng 3 đô rưỡi á cho mỗi 4 lít xăng. Ở bên Mỹ người ta không có tính 1 lít mà người ta tính một lần 4 lít. Nhưng mà mình không có nhiều tiền á, mình vô mình đổ 2 lít thì được. Nhưng mà ở trên cái bảng giá người ta treo á là người ta tính theo mỗi 4 lít. Còn ở bên mấy cái bang như là New York ở California đó thì đời sống cao á thì giá cả đổ xăng nó hơi cao hơn. Giá xăng nó cao á là do chính phủ người ta kẹt tiền. Kẹt tiền người ta lấy thế. Giống như năm vừa rồi ở bên Mỹ người ta phong tỏa trên toàn quốc đó thì người ta tung tiền ra người ta lo cho người dân. Rồi bây giờ chính phủ cần tiền để mà làm chuyện này chuyện kia vậy đó thì chính phủ đánh thế lên cái giá xăng. Chứ cái giá xăng tại gốc á họ không có tăng. Không có tăng là do tình hình đại dịch, đâu có ai dùng xí nghiệp đồ, đâu có nhiều sản xuất đồ. Mấy cái nghề làm nông đồ đâu có ai dùng nhiều xăng dầu. Đó do chính phủ kẹt tiền qua chính phủ lấy thêm tiền phí. Ví dụ như bây giờ chính phủ nói mỗi một lít xăng là tôi muốn đánh thế 25 xu. Nhưng mà bây giờ chính phủ nói bây giờ tôi muốn tăng lên 1 đô. Tăng lên 1 đô. Thì nói nôm na là giống như ở Việt Nam mà người ta nhập khẩu hải quan, người ta nhập khẩu hàng hóa. Rồi cái người tiêu thụ người ta trả thế VAT. Nó tương tự như vậy đó. Đó thì năm vừa rồi chính phủ Mỹ tung tiền ra giúp cho người dân Mỹ, bây giờ họ tìm cách để họ thu tiền lại. Tại vì chính phủ phải cần tiền để trả lương cho nhân viên trên toàn nước Mỹ, rồi nuôi quân đội của Mỹ đó. Hàng năm chính phủ nuôi quân đội của Mỹ rất là tốn, rất là nhiều tiền. Mấy cái người mà đi lính ở bên Mỹ khi mà lập gia đình có vợ có con là chính phủ nuôi luôn vợ, nuôi luôn con. Một người mà không đi lính á mà sanh ra một đứa con mà đứa con của mình bị bệnh nhập viện là mình phải tự trả tiền túi, sức tiền túi ra mình trả cho bác sĩ. Nhưng mà cái người đi lính á có con á mà con của cái người đi lính bị bệnh á nhập viện gặp bác sĩ thì chính phủ bao luôn, bao từ A tới Z luôn. Nói chung á là ai mà đi lính bên Mỹ á là có quyền lợi từ A tới Z luôn. Kể cả mà mua nhà mua cửa chính phủ cũng hỗ trợ giúp đỡ luôn. Ví dụ như một người bình thường như mình đi, không có đi lính, mình muốn mua nhà đó là mình phải để dành tiền đặt cọc, tiền phí mua nhà đồ này nọ, tiền dây lãi đồ đó. Còn mấy người đi lính không có cần. Mấy người đi lính nói bây giờ tôi muốn mua căn nhà là bắt đầu hả, không có đặt tiền cọc tiền gì hết đó. Là nó có cái diện đó, khi mà người ta điền đơn đăng ký để mua nhà trả góp đó là nó có cái diện dành cho mấy người đi lính. Có nhiều nhà băng thì họ không có muốn giúp đỡ, họ không có muốn tốn công ra làm thủ tục. Nhưng mà có một số nhà băng thì họ giúp. Có một số ngân hàng
họ cảm thấy bỏ thời gian ra để lập mấy cái hồ sơ cho mấy người lính không có lợi nhuận, họ không làm, nhưng mà cũng có một số nhà băng ngân hàng người ta làm. Đó thì báo chí trên toàn thế giới hôm nay nè, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11, người ta loan cái tin tối hôm qua dân chúng ở bên Bắc Kinh đó, ở thành phố Thượng Hải đó, đi ăn lễ lễ Halloween vô cái công viên tên là Disneyland. Tổng cộng có trên 33.000 người đi vào cái công viên thì người ta phát hiện ra có một cái người phụ nữ bị dương tính. Xong cái người ta đè đè hết toàn bộ tất cả mọi người xuống để lấy test á. Bắt buộc mấy cái người mà ở trong công viên á, toàn luôn ba mươi mấy người phải báo chí đăng á, là phải đi ra thử thử test, nếu mà không thử á, thì người ta không cho ra khỏi cửa đi về. Mới vô cái máy bướm phim tự động á, trả một cái phim, mướn cái phim này nè, tựa đề là Free Guy. Nội dung cái phim này là cái anh chàng này là một cái công dân làm việc ở trong ngân hàng, thì anh ta ao ước được giống như là được phiêu lưu đồ gì đó, có nhiều tiền đồ gì đó, tại vì bỗng dưng một ngày anh ta đi rút ngân hàng để lấy tiền làm cái gì đó, anh ta bị kẹt tiền thì đó. Xong cái anh ta mấy đi vào cái giống như trong cái huyền ảo ở trong cái trò chơi mà người ta chơi chơi game đó. Cái lý do mình muốn coi cái phim này là tại vì họ quay cảnh ở trong thành phố Boston, trong đó có một cái cảnh quay ở dưới biển ở bên thị trấn Revere. Cái biển này hồi lúc trước, 1 năm 2 năm trước, mình cũng có đi lòng vòng ở đó quay clip tải lên đó, trong cái kênh của mình đó, quay ở biển Revere đó. Thì mình muốn, không phải là mình muốn coi cái cốt truyện của phim này, mình muốn về mình coi kỹ là cái cảnh nó quay cái đường nào á, để mình nhớ cái chỗ đó, rồi cái bữa nào đó mình có dịp đó mình đi tới đó mình quay cho các bạn xem. Ở chiều mình đi công viên tản bộ, rồi mình đi tới cái máy tự động thuê đĩa đó. Bây giờ tới giờ ăn cơm chiều, hiện bây giờ là 7:37 chiều thứ hai. Tiện trên đường lái xe tới nhà hàng Ánh Hồng lấy đồ ăn tối, quay cảnh cho các bạn xem bữa tối, xem cảnh xe qua lại nhộn nhịp vào một buổi chiều thứ hai. Vô nhà hàng Ánh Hồng mình lấy ba phần đồ ăn xong rồi mình chạy trên đường về, mình tấp vô cái quán tạp hóa mua một bọc nước đá, bọc nước đá 2 đô. Đó thì tới cái lúc mà mình chạy xe tới cái máy thuê cái đĩa phim tự động đó, mình kể hôm nay báo chí người ta đăng cái vụ ở bên thành phố Thượng Hải, ở bên Bắc Kinh đó, có một người đi vào cái công viên Disney, cái công viên giống như ở bên Việt Nam mà người ta có cái công viên Đầm Sen, Suối Tiên á, dạng giống vậy á, nhưng mà Disney thì của Mỹ thì nó quy mô hơn, nó đáng đồng tiền bát gạo hơn. Thì người ta phát hiện ra có một người phụ nữ
bị dương tính đó, xong rồi mình kể khi mà phát hiện ra một người bị dương tính đó, người ta bắt buộc á, trên 33.000 người khách ở trong đó đó là phải thử thử test, chứ không thôi người ta không có đi cho đi ra khỏi khỏi cái công viên. Vô đây đậu tạm ở trong cái bãi đậu này là của cái quán bar. Ok, bây giờ mình để cái máy hướng đó đó để cho các bạn thấy mình đi. Hồi nữa rồi mình xách đồ ăn ra rồi bắt đầu mình bỏ thêm ít phút nữa giải trí cho các bạn. Lấy ba phần đồ ăn xong bây giờ ghé qua mua bọc nước đá. Ở nước Mỹ là một cái nước giàu. Đương nhiên là sống ở bên đây là phải sung sướng hơn ở mấy cái nước cộng sản, mấy cái nước đang phát triển. Cái người mà người ta làm lương cao như là thợ móng tay, chủ cả đó, người ta ăn mấy cái nhà hàng sang lắm. Còn người ta vô nhà hàng Ánh Hồng á, người ta mua những cái món gấp đôi, giá gấp đôi. Chẳng hạn như ba phần ăn của mình đó là 35 đô. 35 đô, nhưng mà tại vì tiền ở tại Mỹ nó mắc giá nha các bạn. Mình xài tại đây á là nó không có cái giá trị. Mà có nhiều người người ta mua lẩu dê đồ, mấy người mà nhậu á, tới lấy đồ nhậu á, 8-90. Tại vì mình vô mình ship hàng á các bạn, người ta tính tiền mình đứng kế á. Có người chi ra 70 mấy đồng. Còn nhà mình ba 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 người ăn ba phần ăn á thì có 35 đồng. Mà tiền đô tại Mỹ á mắc giá. Cái tiệm tạp hóa mà cái đèn nó nhá nhá, nó chớp chớp ngay ngón tay mình chỉ đó, mình đi vô đó mình mua nước đá đó, 2 đồng một bọc. Mua nước đá để mình uống trà đá. Uống nước lạnh nó ngán. Đó, bây giờ tấp vô đây, vô mua nước đá. Vô mua bọc nước đá.
vòng vòng ở trong cộng đồng á, mình đi tới đi lui ở đâu người ta cũng biết, biết mặt mình đó đó. Giống như mình đi hàng tuần mình đi giặt quần áo ở trong cái tiệm, cái quầy giặt quần áo tự động á, thì mình đi ở đó mỗi tuần thì đi thường xuyên thì người ta biết. Còn như cái tiệm này cũng vậy, mình bước vô là người ta cũng biết. Còn cái tiệm ở đầu đằng kia cũng gần nhà trên đường này nè, mỗi lần mà mình đi tới mình mua nước đá mà mình móc tiền ra, không có tiền mặt á, là người ta tự động người ta nói lên tiếng luôn, nói anh lấy đi, rồi khi nào bữa nào anh tới anh trả. Thỉnh thoảng mình cũng có mua thiếu, không phải là mình không có tiền, mà tại vì ở bên Mỹ á, nếu mà mình sạc thẻ đó, là mình xài thẻ tín dụng á, hay là thẻ ATM á, là mình phải sạc từ tối thiểu từ 10 đồng đổ lên. Còn mình mua một bọc nước đá 2 đồng hay 2 bọc 4 đồng á, thì mình phải dùng tiền mặt. Đó, còn ở đầu ở dưới kia có cái tiệm may quần áo tên là tiệm Kim Anh, ở trên đường đại lộ Dorchester á. Mỗi lần mà mình đi tới mình lên lấy quần á, mình con của mình nó soạn đồ ra, cái nó quần jean của nó không mặc, nó cho của mình, thì đứa con của mình nó lớn hơn mình, nó to tướng hơn mình, xong nó cho mình mấy cái quần jean, cái mình chạy tới tới cái chỗ nhà may Kim Anh ở trên đại lộ Dorchester nè, cái mình đi tới mình lấy, cái mình cũng quên, không phải là quên mà tiền mình nó dính ở đâu mình móc ra, người ta cũng nói anh lấy đi, rồi khi nào anh tiện anh rảnh anh ghé qua anh trả, tự động người ta luôn, à mình không có hỏi, tự động người ta, mà nó không hiểu tại sao mà người ta tin mình vậy, kêu mình lấy giống như lấy đồ trước đi, rồi khi nào bữa nào mà quen nha, người ta dùng cái chữ quen, người ta nói quen biết không à. Đó thì lúc nãy mình kể chuyện về cái vụ ở bên Thượng Hải á, trong cái công viên mà có một người bị dương tính á, xong rồi người ta thử trên tất cả mọi người trong công viên, luôn là trên 33.000 người đó, thì kết quả của mấy người đó là âm tính. Nhưng mà theo mình nghĩ là mấy cái người đó về một vài tuần sau nó mới ủ bệnh, nó mới phát ra. Một người mà đã dương tính là trong cái công viên đó, là mấy cái người mà nhân viên hay ai ăn uống gần gũi, đi gần xếp hàng đó là bị hết. Mình đang chờ cái xe ở hàng xóm này nè, đậu vô, người ta đang ve đậu, đậu xong á, xong xuôi rồi mình tới mình vô mình đậu. Đó thì báo chí đăng nói phát hiện một cái người ở trong cái công viên đó bên Thượng Hải đó, công viên Disney á, công viên nó tựa như là đầm sen suối tiên ở bên Việt Nam vậy đó, thì 33.000 người kia đi thử thì bị không có bị gì hết á, âm tính. Nhưng mà theo mình nghĩ mấy người đó về một tuần hay tuần sau người ta sẽ bị đó. Còn mà nói về ở bên Việt Nam á, thì mấy tháng trước, 3-4 tháng trước thì ở Việt Nam nói chuyên gia nói tới tháng 8 chấm dứt, rồi xong rồi tới 15 tây tháng 9. Nhưng mà mấy người đó người ta chẳng qua người ta dốt, các bạn biết không, người ta lên mạng, người ta tìm hiểu Google, rồi xem những cái kênh này kênh kia, rồi nói mình, tự xưng mình vỗ ngực, nói mình là chuyên gia. Chứ dịch ở bên Việt Nam á, giống như trong mấy cái clip trước mà mình nói đó, theo cái nhận xét của mình về thành phố Hà Nội đó,
là có rất là nhiều ca. Mặc dù báo chí người ta nói hàng ngày là có 30-40 ca hàng ngày luôn ở Hà Nội đó, còn mà nói tổng về cả nước Việt Nam mình là có hàng ngày là có 4-5 ngàn ca. Nhưng mà ở Hà Nội nếu mà người ta xét nghiệm diện rộng là sẽ phát hiện ra nhiều. Nhưng mà về cái tình hình kinh tế với lại Cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng hay dùng cái từ là cái gọi là bí mật quốc gia, cho nên người ta không dám xét nghiệm diện rộng. Thì các bạn biết mà, sống ở dưới cái chế độ Cộng sản, không phải là mình tấn công họ, không phải là mình có ít thành kiến gì với họ. Thì các bạn nhìn thấy đó, tại sao ở Hà Nội họ bắt tại sao ở Sài Gòn họ bắt toàn dân Sài Gòn phải xét nghiệm Covid trên diện rộng, mà ở Hà Nội là họ lại giấu, họ lại không xét nghiệm ở diện rộng. Thì hiện tại đó, báo chí người ta loan tin đó, mỗi ngày ở thành phố Hà Nội nó có 20-30 ca. Nhưng mà các bạn đặt cái câu hỏi ra đó, những cái người nào mà bị F0 lây cho mấy cái người đó hàng ngày, thì dĩ nhiên là ở trong cộng đồng nó có những cái người bệnh, cho nên nó hàng ngày nó mới lây 20-30 ca, 20-30 ca, các bạn biết không? Còn mà ở dưới miền Tây á, thì cái điều này ai cũng biết là do cách nay mấy tuần ở thành phố Sài Gòn người ta phong tỏa, người ta đuổi dân lao động về quê đó. Thì mấy cái người về quê đó người ta làm cái gì? Mấy cái người ở Sài Gòn dân lao động á, người ta đi về quê, thì người ta đi về quê là người ta phải cần chén cơm manh áo, người ta mới xin đi vô những cái xí nghiệp ở vòng vòng ở các tỉnh Bạc Liêu, ở Sài Gòn, ở Cần Thơ, Cà Mau rồi vậy, Long An, Sóc Trăng rồi vậy, các bạn biết không? Người ta phải đi làm chứ, không đi làm lấy tiền đâu, người ta cho con người ta đi ăn học. Xong rồi mấy cái người đó đi vô trong những cái xí nghiệp đó, người ta truyền. Ý của mình muốn nói là ở bên Việt Nam mà chống chấm dứt Covid đó, là phải còn mất phải 2 năm nữa. Tại vì Việt Nam cần phải mất 1 năm để mà chích thuốc ngừa cho 90 toàn dân, 97 triệu dân. Thì khi mà chích hoàn toàn là phải mất 1 năm nữa là mới hoàn thành chích ngừa cho tất cả mọi người dân ở Việt Nam. Rồi bắt đầu sau đó đó là Việt Nam làm ăn, người nước ngoài đồ người ta đi qua Việt Nam người ta làm việc đó, thì người ta sẽ bị lai gai. Cho nên mà cái ca mà không bị nhiễm là Việt Nam phải cần 2 năm. Mà bây giờ chuyên gia ở trên thế giới, như là cái hội y tế quốc tế đó, CDC của quốc tế đó, người ta nói lơ mơ là 2 năm nữa đó là nó có cái con virus mà lạng quạng là kỳ này là bó tay luôn, không thể virus mới không thể nào mà thuốc chích ngừa mà chống lại được. Đó là cái đó là mình nói theo cái hội mà CDC của quốc tế á. Giống như mỗi một quốc gia là người ta có một cái hội y tế, thì ở trên toàn thế giới nó cũng có một hội. Ok, bây giờ mình đã về đến nhà, video nó cũng rất là dài. Cảm ơn sự
theo dõi và sự lắng nghe của các bạn. Chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối và một buổi sáng thật là hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại clip kỳ sau.